12. Cái gì? Thế tôi điện hạ điên rồi phải không? Nhiệm vụ hồn bắn không phải là chuyện người thường có thể hồn thành được. Thợ tử không học vấn, không kỹ năng. Việc công khai nhận nhiệm vụ này chẳng khác gì là tử tìm cái chết cả. Tần xuyên vì nhất thời bất bồng mà đánh mất tính mạng. Cái này người ta không gọi là có dụng khí, mà là ngu ngốc. Mà cỡ hấn hay khó khi người chết thiếu gia dạ? nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị chiếm đầu chiếm đầu đấy người nhanh chóng có giống hồn bẩn lại đi khả khả những kỵ binh có độc quyết hay bận cờ cao ly gì đó chỉ là một đám gà mờ mà thôi người xem bộ họ đã bị dọa đến bất nào chứ đại chu đại quốc của chúng ta sao có thể để người khác ngẩng cao đầu mà đẹp bẹp y phong của mình người không hoàn thành được nhiệm vụ nào Chị biết hô không hiểu thì kết gì Căn bản chỉ là lấy lòng người khác mà thôi Đúng vậy Chỉ riêng việc tiêu diệt hạm đội hẳn nhất ở Trên biển của Đông Phù Quốc Đó đã là bệnh khó chữa của Đại Chu trong nhiều năm Bao nhiêu danh tướng cũng đã bất lực Tần xuyên Nếu đã công khai Nhận hồn bản mà hồn Mà không hồn thành thì chính là tội khi quân Người Một lần nhận quá nhiều Hồn bản Ngay cả trấn bắt vương cũng không thể bảo vệ được ngươi. Đây chính là đội là tội lớn liên đi đến cửu tục, trốn bắt vương cũng khó mà tự bỏ vỡ mình được. Thế thì xin lỗi, ý rằng sẽ khiến các ngươi thất vọng rồi. Bơ hả? Bơ hả? Có chuyện lớn không ngủ, có người đã công khai nhận hồn bản. Đó là chuyện tốt chứ, là công nhân nào nhận nhiệm vụ vậy? Nhiệm vụ nào? Là, là thế tự trốn bắt vương. Hồ đồ, có thời gian không nghĩ cách đối phó với độc quyết, lại đi nhận hồn bản cái gì? Trong khoảng thời gian này, tên đó đã lấy không ít bảo bối từ trong cung rồi. Bờ hả? Tôn xin đã công khai nhận hết 10 nhiệm vụ hồn bản này. 10 nhiệm vụ đều công khai, người chắc hẳn. Việc này hồn tồn chính xác, quán rượu có không ít dân chúng còn đang quay xem. Nếu có trận bắt vương làm chỗ dựa có lấy tồn xuyên cái thất hồn thành hai cái đơn giản nhất và phần còn lại độ khó một cái so với một cái lớn đều lớn hơn. Tiểu nhân cũng rất thất vọng về tồn xuyên, hẳn quá thơm vụ, không biết nặng gì. Trọng cảm thấy hắn không phải là người thích nối khúc trước đây. Mọi người đều cho rằng hắn khóc lát nhưng mọi chuyện đều trở thành sự thật. Có lẽ, hắn thực sự có lợi có cách đã hồn thành mấy chục nhiệm vụ sao? Khởi tố vợ họ, đơn sứ cao ly cầu kiến muốn gặp nghị nội có người mới thích đấu cờ tướng với hồ. Công chủ cao ly đến lập đời thách đấu, tại hồn văn quán yêu cầu người thích đấu đến chiến đấu. Quả thật là một đám sói trấn không nuôi nổi hoàn tồn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để công kích đại chu nếu đã vậy thì thành luận lập tức tiếng chỉ cho tôn xuyên đi vào ứng chiến vâng vương gia không tốt rồi chuyện gì mà hốt hổn như vậy thiếu gia Hẳn hắn xử lý hồn bản rồi nhị tử trốn bắt vương tờ xí một cái hồn bản thì có gì ngạc nhiên như vậy Tiểu xuyên nhận nhiệm vụ nào? Nhiệm vụ cuối cùng độ khó không lớn. có đó bắt vương phủ làm chỗ dựa. Tiểu xuyên thăng quan tiến chức không thành vấn đề. Không phải là không lấy lo nhiệm vụ đứng thứ hai từ dưới lên cây đó có hơi khó đấy. Nhưng cũng không hẳn. Thiếu gia một hơi nhận hết tất cả nhiệm vụ hồn vãn rồi dạ. À? Nhận tất cả, nhận tất cả, nhận tất cả. Người nói sao? Nhận tất cả, Thật sự là hồ đồ, đứa con phản nghịch này rõ ràng là muốn khiến bản vương tức chết đi mà. Có một nhiệm vụ thi cờ tướng với kỳ thủ của Cao Ly thiếu gia đã đến hoàng, vân quán nhận thách đấu rồi. Tiểu xuyên làm sao có thể mà thắng được kỳ chủ. Cuối cùng mà thất bại chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Không được. To phải ngăn cản nó. Tôi còn chưa dục toàn lực mà sao ngươi lại không làm được? Kỳ tiên cao ly, cáp là tác. Diễn thánh cung, cổ sối. Diễn thánh cung, do dự mãi ngươi thà thừa nhận thua đi, thua trước kỳ tiên. Cao ly không phải là điều đáng xấu hổ đâu. Công chúa cao ly. Ta thua rồi. Bà hạ, Vĩ thần thỉnh tội Kỳ tiên có kỹ thuật cao siêu Thiên hạ rộng lớn này người có thể thắng được hắn Chỉ như là lông Long phượng sừng lân Trọng thấy người vô tội Dù sao cờ tướng là do tổ tiên cao ly chúng ta phát minh ta Đại chú các người thua kém cũng là điều bình thường Cờ tướng là của đại chú chúng ta Vậy vì sao không có người nào là đối thủ của kỳ tiên ta chứ Ta, Nghe đồn Cao Ly rất thích ăn cắp văn hóa của người khác và những làm của mình. Hôm nay tận mất chứng kiến quả thật là quá là mất mặt. Đồ không biết tôn tuy trật tự. Hồn đã đại chu còn chưa lên tiếng người lấy cái tư cách gì mà ở đây lo lối ôm sợm như vậy. Có vẻ như nữ đế nổi giận rồi. Cái người này hung hăng như vậy sớm muộn gì cũng sẽ lõng ngát hết mọi thứ. Nhưng trước đó ta phải giật tất khí thế của tên kỳ tiên này trước đã một kẻ vô danh tiểu tốt đến từ đâu mà cũng dám thách thức cờ tướng chúng ta chẳng thấy cả diễn thánh công của các ngươi còn thua sao Tần xuyên thậm chí ngươi còn thua Chúa thi đổ tú tài vô dụng không có tài cán gì đừng có ra ngồi làm trò cười nữa lui xuống đi lão già kia ngươi không làm được không có nghĩa là ta không làm được tần xuyên ngươi muốn làm trò trước mặt mọi người thì cũng phải tìm đúng chỗ chứ lão sư của ta là một trong ba người giỏi cờ tướng nhất của đại chùa đó ngay cả ông ấy còn không bằng được kỳ tiên Người lấy tư cách gì mà để thách đấu với kỳ Tiên? Tần xiên Người làm cố tình Làm lỗ như vậy chỉ khiến người Người ngồi ban cười vào mặt của chúng ta thôi Chẳng lẽ các ngươi định thừa nhận Cờ tướng là do Cao Ly phát minh ra sao Này Kỳ tiên cáp lạp tác Kỳ ngỡ cờ tướng của ông ta không thông thường Thừa nhận sự mạnh mẽ của ông ta Chuyện đó thì có gì không được chứ Thua không đáng sợ Chứ sợ xương sống mà có không đứng dậy nổi Đỡ người làm cái chất diễn thánh công này quả là hại người tức chết đi được. Lão Phu bỏ ra hơn 10 năm dốc lòng nghiên cứu, viết bao nhiêu sách vở, lấy nào là bị một cái đứa nhóc miệng còn hơi sữa như người phỉ bán sao? Người thậm chí còn chưa dám đặt quân mà đã nhận thua, đủ thấy người nhắc gần yếu đuối rồi. Thua rồi mà còn đi liếm gốc kỹ khác á. có thể thấy, thật đúng là không có chút cốt cách nào cả. Người học giả thì phải giữ mình không cúi đầu trước lợi ích nhỏ nhôi đó mới là cô khỉ nhát gan nhu nhược cố cách mờ miếu ngay cả đạo lý này cũng chưa học được thì nói gì đến chuyện đức cao vọng trọng người người đồ địa cô ta diễn thánh công bất tờ đến như thế sao một cổ đại học sĩ là bị phớ vượt thứ tử mắng đến mức không còn mặt mũi ta tức chết mất mà ờ à, lão sư tân xuyên Người nổi lắm lời hoa mỹ Cuối cùng thì chẳng có chút tài cán nào Người giỏi thì lên đấu đi <laughs> Tần xuyên Người dựa vào cái gì để làm nhục Diện thánh công ngươi lên chỉ cần thua thảm hại hơn mà thôi bà hả Hãy để ta thử xem sao Trưởng tấu Nếu thua đã biết hậu quả chứ Ngày hôm nay hai tay ta chống nịnh Không biết cái gì gọi là đối thủ nữa Ngỗng cuồng, người trí mà tính khí bộp chợp thì dở vấp ngại lắm đó. Ta cũng không ngờ đời chú lợi có kỹ mật gì vô liêm sĩ đến thế Khuất lắc đích tốn trời Vậy chúng ta cực một vấn thế nào Nếu nói dạy này mỗi lần mà đặt quân chậm hương to một nhịp Ngươi sẽ phải cởi một món đồ Hà Liêu Không phải ngươi nói ta đã khuất lắc sao Thế nào không dám cược à Công chúa yên tâm ta nhắm mắt Cũng thắng được hắn Đặt quân còn gì phải suy nghĩ chứ Được ta cược Nhưng mà nếu ngươi đặt quân chậm to sẽ bắt ngươi mỗi lần cất đi một miếng thịt của mình. Đã muốn chơi như vậy, thì sao chúng ta không cực lớn hơn một chút? Nếu ta thẫn câu Ly các ngươi phải thừa nhận mình là cái trợ văn hóa toàn bộ văn hóa đều là ân cấp của đại chủ chúng ta. Được thôi, nếu ngươi thua, đại chủ cũng phải thừa nhận là kỹ đất văn hóa của cầu ly không biết nữa đều có dám đồng ý không? Vợ hạ, Tông xuyên vô học vô tội chân chắn sẽ thua. Chuyện này liên quan đến thể diện của đại chu Mong bà hạ hãy cân nhắc kỹ. À. Tông xuyên. Đừng có quên lời người đã hứa với trẫm bởi ngày sau. Yên tâm. Mọi thứ đều nằm trong tập kiểm số. Được, trẫm đồng ý. Ngươi chính là cái tên ngốc chỉ tử tìm đường chết thôi. Nói như vậy người mong bộ họ thắng sao? ta học, ta thật sự là mong ngươi có thể mang lòng vinh quang cho đất nước. nhưng ngươi không có đủ khả năng. vậy thì anh lại cùng lão sư của ngươi mà quan sát thật kỹ. có lẽ sẽ học được điều gì đó. người trẻ tuổi, trở này không chỉ bỏ danh bội tiếng mà còn mất cám phận. giờ hối hận vẫn còn kịp. chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi là được rồi. ta nghĩ ngươi không giữ nội tiết tháo cuối cùng chính là ngươi. và sẽ kéo theo công chúa của các ngươi cũng sẽ bị sỉ nhục cuối cùng trở về nước ở trong tuổi nhục. được lắm tiểu tử, ngươi đã muốn chết. vậy ta thành toàn cho ngươi. Người đi trước miễn cho người khác nói to bắt nạt tiền bối. Quả nhiên kỳ tiên tiền bối có phong thói của đại sư. Nếu hai người có thực lực ngang nhau thì người đi trước sẽ chỉ mâu thuẫn rất lớn. Đổi thành lão sư của ta có lẽ ông ấy có thể chiến đấu. Ngán tài, ngán sức với kỳ tiên. chi tiết rằng là toàn xuyên một cái mù tịch và cờ tướng dù có nắm được tiên cơ thì cũng khó mà thoát khỏi thất bại thảm hại. Ai cần ngươi nhường chứ, nhường cho ta đi trước à Thế này ta nhường ngươi hai nước to sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục Thần nhóc vô tri không biết tự lượng sức mình Ở đại sư cờ tướng Thôi xin lỗi nha, lần giờ đừng có trách ta chơi xấu Ngươi có thể mới đấu với máy tính ai đi nha Chuyện gì đang xảy ra thế này, Thần nhóc này phản ứng nhanh quá đi Bà hà, Tần xuyên ra cờ nhanh quá đi Không ngờ Tần xuyên còn tinh thông cờ tướng nữa Cờ tướng không phải là ai nhanh là dội, cuối cùng vẫn phải nhìn vào kết quả thắng thua Công chúa Cao Ly Lão già này đã chậm một bước rồi Cởi đồ thôi Ngươi Ngươi Cởi thì cởi Chờ đến lượt ngươi bị tắt thịt thì cũng đừng có đổi ý đâu Đường đường là công chúa vui mà lại cởi áo trước mặt mọi người gió thịt mầm miệng thế này tiệt quá đi Chậm rồi Này Cái thứ hai Tiệt quá Thích mà thưởng thức đi Tỏ không tin ngươi á Không bị phân tâm Một lúc nữa công chúa này sẽ đào mắt ngươi Kỳ lạ, tần xuyên ra quân nhanh như vậy sao kỳ tiên này lại luôn đi qua đi lại không ổn định nhỉ? Ra quân càng nhanh, chỉ cần dễ thua, tiền bố chứ đang tìm sự ổn định nên mới suy nghĩ lâu như vậy thôi. Lại chậm rồi, chậm một nhịp á. Vậy thì coi như là hai thứ đồ rồi, công chúa cao ly cao quý cũng không chịu thua sao? Thứ hai, có rồi. Hơi cái thì hai cái. Công chúa cao ly, không phải là ngươi không chịu nổi đâu chứ Đây cũng là đồ trên người của ta Cái này không vi phạm giao ước mà Không sao Bở hả Hôm nay dù nặng to Có mặt nhiều đến đâu Ta cũng sẽ khiến đối phương cỡ sạch sĩ Không thể nào Điều này tuyệt đối không thể Trình độ cỡ tướng của ngươi lại cao đến như vậy Lão đầu Chấm lại bó nhịp Nếu không muốn công chúa của các ngươi có hình ảnh xấu Thì nhanh chóng nhận thua đi Hay ngươi cũng muốn xem sao Đừng có kêu ngạo Kỳ tiên chúng ta tuyệt đối không thể thua Công chúa Cao Ly xinh đẹp Người muốn cởi bỏ cái thứ quần áo nào á à? Nếu không cởi thì ngươi đã nhận thua rồi tuyệt đối Không nhận thua Tỏ có thể cho người một người Người có thể cởi cái đôi, cái bên trong đó ra Như vậy thì chúng ta không có à, nhìn thấy phải Đúng không Công chúa tuyệt đối không được đâu ta, 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 nhận thua Kỳ tiên Nếu là bình thường có lấy lấu đồ này Có thể kiên trì đến cùng không phong thân bội đáng tiếc ta chỉ muốn thúc ép ngươi sắp tại tốc độ cho dù ngươi có thêm mấy cái đầu cũng không thở so với ai tôn xiên rốt cuộc ngươi đã sử dụng yêu thuật gì vậy tôn xiên ngươi cầm trong tay thứ yêu vật gì vậy dẫn lợn để thắng cuộc chỉ khiến chúng ta đại chú phải chịu nhục Tần xiên thắng lợi dựa vào thủ độ hiện hạ như vậy có thấy thoải mái không cả người không có năng lực thì thôi giờ cũng giúp đỡ người ngồi như vậy có thể tự an ủi mình không chúng ta chỉ đang nói đến cái vấn đề một kỹ vô dụng như ngươi sao có thể cam miệng Tần xuyên dưới sự chứng kiến của mọi người đã đến bởi cấp lập tất. Đó là sự th th thật không thể chối cậy. Có tỏ đây, họ cũng không thật phủ nhận được. Bà hả? Bà hả? Ngay cả cũng thiên vị tần xuyên sao? Người tự mình không có cung mắt. Không có nghĩa là trẫm cũng không có mắt nhìn chứ.